Chiến thắng xít sao 1-0 trong trận lượt đi trên sân nhà trước FC Copenhagen đã thắp lại hy vọng cho MU, 3 điểm, tranh vé đi tiếp tại bảng A với Bayern Munich, 9 điểm, và Galatasaray, 4 điểm. Vì vậy, chuyến hành quân đến Đan Mạch lần này mang tính sống còn nếu đoàn quân của huấn luyện viên Erik ten Hag muốn thoát khỏi cuộc khủng hoảng. FC Copenhagen, 1 điểm, đã có màn trình diễn tích cực ở trận lượt đi cách đây 2 tuần khi họ chỉ chịu thua sau cú đánh đầu ghi bàn của Harry Maguire và bị thủ môn Andre Onana cản phá quả phạt đền ở phút cuối. Quỷ đỏ không những khởi đầu tệ hại ở Champions League và vừa bị Newcastle loại khỏi cúp Liên đoàn Anh, mà họ còn thua 5 trong số 11 trận ở ngoại hạng Anh mùa này. Đội bóng của ông Ten Hag đã thất bại trước Bayern Munich và Galatasaray ở hai lượt đầu bảng A, nên một chiến thắng tại thủ đô của Đan Mạch gần như bắt buộc nếu không muốn dừng bước sớm, bởi họ sẽ phải đụng độ Bayern Munich và Galatasaray ở hai lượt cuối. Vì thế, mỗi trận tới của MU đều được xem là chung kết cho cả mùa giải và cả tương lai của ông Ten Hag. Có những hoài nghi về chiến thuật của ông Ten Hag gây nên nhiều phản ứng trong đội khi Quỷ Đỏ thua 8 trong 16 trận mùa này trên mọi mặt trận. Ngoài ra, phòng thay đồ vốn âm ỉ những phàn nàn về cách tập luyện của chiến lược gia này dẫn đến một cuộc khủng hoảng chấn thương. Lần lượt các trụ cột như Lisandro Martinez, Luke Shaw đều vắng mặt dài hạn vì chấn thương, trong khi chân sút số 1 Marcus Rashford và trung vệ Victor Lindelof vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân. Chưa dừng ở đó, các ngôi sao của MU được cho là đang bắt đầu phản đối huấn luyện viên Ten Hag vì cách đối xử của ông với một số cầu thủ trong đội như Jadon Sancho và Harry Maguire. Phòng thay đồ lục đục khiến phong độ trên sân của cầu thủ MU không tốt. Mặc dù vừa tìm lại chiến thắng trước Fulham sau hai thất bại liên tiếp gần đây trên sân nhà, trước Manchester City và Newcastle, nhưng màn trình diễn trên sân Craven Cottage vẫn đặt ra nhiều dấu hỏi đối với ông Ten Hag. MU thắng sát nút 1, không nhờ bàn thắng ở phút bù giờ của Bruno Fernandes. Kể từ khi được bổ nhiệm vào mùa hè năm ngoái, ông Ten Hag đã được chi tổng cộng khoảng 407 triệu bảng cho chuyển nhượng, nhưng ông vẫn chưa xây dựng được một đội hình đủ sức thách thức trước vô địch. Có thể thấy rằng khu vực yếu nhất của Quỷ Đỏ lúc này là hàng thủ bị thủng lưới 26 lần sau 16 trận mùa này. Bên cạnh Lisandro, So và Tayo Malacia vắng mặt dài hạn do chấn thương, ông Ten Hag chỉ còn biết đặt hết niềm tin vào những hậu vệ đã luống tuổi hoặc chậm chạp như Johnny Evans, Harry Maguire và Victor Lindelof. Trong khi đó, trung vệ trụ cột Rafael Varane phải ngồi dự bị trong 3 trận vừa qua vì lý do chiến thuật. Thách thức sẽ còn lớn hơn đối với đội bóng đến từ thành Manchester vì FC Copenhagen vẫn chưa hết hy vọng. Kể từ trận thua đáng tiếc tại Old Trafford, đoàn quân của huấn luyện viên Jacob Distrup đã có chuỗi 3 trận toàn thắng trên sân nhà ở các giải quốc nội. Một chiến thắng sẽ giúp nhà vô địch Đan Mạch thắp lại cơ hội tranh ngôi nhì bảng, nhưng nó đồng thời cũng khiến MU đối diện với một mùa giải trắng tay. Chiến thắng của FC Copenhagen trước MU tại vòng bảng Champions League đã cách đây khá lâu, mùa giải năm 2006 đến năm 2007, và việc lặp lại điều đó trên sân nhà Parken lần này không dễ dàng, bởi họ không thắng trong 10 lần gặp các câu lạc bộ của Anh ở đấu trường châu Âu gần đây. Nhưng phía bên kia, nhà vô địch Anh 20 lần cũng chỉ thắng 1 trong 7 trận trên sân khách ở Champions League vừa qua. Vì thế, đây là trận cầu hứa hẹn sẽ có nhiều bất ngờ. Manchester City và RB Leipzig là hai đội đầu tiên vượt qua vòng bảng cúp C1 Champions League mùa giải năm 2023 đến năm 2024. Cả hai đội bóng của bảng G đều chắc suất đi tiếp sau những chiến thắng ở loạt trận đêm qua. Manchester City giành đủ 12 điểm sau 4 trận thắng. RB Leipzig xếp ở vị trí thứ hai với 9 điểm. Trong khi đó, hai đội xếp cuối là Red Star Belgrade và Young Boys chỉ có 1 điểm. Họ không thể san lấp khoảng cách 8 điểm khi vòng bảng chỉ còn 2 lượt trận. Manchester City thắng đậm Young Boys ở lượt trận đêm qua. Erling Haaland có cú đúp bàn thắng. Pha lập công còn lại đến từ tình huống độc diễn của Phil Foden. Chiến thắng 3-0 giúp Manchester City duy trì ngôi đầu bảng. Trong khi đó, RB Leipzig không gặp nhiều khó khăn khi đánh bại chủ nhà Red Star Belgrade với tỷ số 2-1. Xavi Simon và Loa Openner giúp đại diện của bóng đá Đức dẫn trước 2 bàn. Benjamin Henrich giúp đội bóng của Serbia rút ngắn tỷ số ở cuối trận nhưng họ không thể làm gì hơn thế. Manchester City chắc chắn qua vòng bảng nhưng 12 điểm chưa đủ đảm bảo ngôi đầu cho đội đương kim vô địch. Trong hai lượt cuối, thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn có mục tiêu là tranh ngôi đầu với RB Leipzig. Ở lượt đấu tiếp theo, hai đội đầu bảng G sẽ gặp nhau. Nếu thắng, Manchester City chắc chắn đứng đầu bảng, qua đó có thể giữ sức ở lượt cuối và tập trung cho đấu trường ngoại hạng Anh. Trong lượt trận gần nhất, Barcelona lỡ cơ hội giành suất đi tiếp sớm khi nhận thất bại 0-1 trước Shakhtar Donetsk.